Xin chào các bạn Ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1375 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthygmail gmail com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Đắk Lắk. Hiện tại thì bạn đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta bốn câu chuyện. Ở tập ngày hôm trước thì đã kể qua một chuyện rồi. Ở tập ngày hôm nay thì sẽ kể ba câu chuyện còn lại. Ba chuyện này á có chuyện là do bản thân của bạn đã trải qua và có chuyện thì xảy ra với người chú Út là chú ruột của bạn luôn. Câu chuyện đầu tiên bạn kể rằng do là Tết năm 2011, chị hai với lại bạn không có về quê ăn Tết được. Lý do vì sao thì Thi đã kể trong tập trước rồi đó các bạn. Cho nên hai chị em của bạn đã quyết định sau Tết sẽ về quê chơi. Thì trước khi mà về quê, bạn nhớ rằng cái ngày hôm đó là ngày 14 tháng Giêng âm lịch. Bạn với lại một đứa bạn nữa đã hẹn nhau đi uống cà phê thì khi mà bạn đến quán cà phê đứa bạn kia nó đã tới rồi và nó có dẫn thêm theo một cái anh bạn của nó thì khi mà ngồi nói chuyện với nhau giới thiệu bạn mới biết cái anh bạn này á là giám đốc nhân sự của một ngân hàng lớn anh này cũng đã lớn tuổi rồi thì lúc đó mấy anh em cũng ngồi uống cà phê nói chuyện với nhau rất là vui vẻ cho tới khi mà chuẩn bị về á anh giám đốc này đã xin cái số điện thoại của bạn thì bạn nghĩ đơn giản là thêm bạn mới cho nên bạn cũng cho số điện thoại của mình ha nhưng khi mà về tới nhà anh này đã nhắn tin cho bạn cái nội dung tin nhắn như thế này nè các bạn em ơi tối nay em qua bên nhà anh em qua lúc 11 giờ đêm đừng có trễ hơn nữa nha rồi ảnh mới cho cái địa chỉ nhà của ảnh thì khi mà bạn đọc cái tin nhắn đó bạn mới suy nghĩ rằng nó là ủa cái gì vậy trời Tự nhiên mới nãy gặp mình Bây giờ nhắn tin cho mình Kêu tối nay qua nhà ảnh làm gì Mới gặp mới biết nhau mà Tự nhiên qua làm gì trời Và bạn nghĩ rằng á Chắc là cái ông này muốn gạ tình mình Tại vì bạn nói bạn trong cộng đồng LGBT Rồi năm đó bạn 21 tuổi Nhìn bạn cũng rất là điển trai Có nhiều người theo đuổi lắm Cho nên khi mà bạn đọc tin nhắn của anh này gửi cho bạn Bạn cứ nghĩ rằng ổng gạ tình bạn không thôi Thành ra bạn đã nhắn tin lại để mà từ chối. Thì khi mà bạn từ chối, cái anh này lại tiếp tục nhắn tin cho bạn. ảnh nói rằng là em ơi, tại vì anh có chuyện quan trọng muốn nói với em, cho nên tối nay á em qua bên nhà anh nha. Thì khi mà bạn đọc tin nhắn đó, bạn mới nghĩ rằng là trời chuyện quan trọng gì trời, chuyện quan trọng gì tự nhiên nói, nửa đêm nửa hôm sống gọi điện nói cho mình luôn đi. Ông này chắc là ổng muốn gã tình mình cho nên ổng mới nói như vậy cái chuyện quan trọng gì với lại bạn với ổng á là mới quen buổi sáng tự nhiên buổi trưa nó có chuyện quan trọng muốn nói với mình thành ra bạn lại tiếp tục bạn nhắn tin và từ chối tiếp thì khi mà bạn từ chối lần nữa cái anh này đã điện thoại lại cho bạn ảnh mới nói rằng á là em ơi tối nay á em qua bên nhà anh đi nha tại vì anh có một cái chuyện á rất là quan trọng muốn nói với em Em muốn biết chuyện gì thì tối nay qua bên nhà anh Mà em nhớ qua lúc 11 giờ đêm chứ đừng có trễ hơn nữa nha Sau đó ổng mới cúp máy Thì lúc mà ổng cúp máy rồi bạn mới ngồi bạn suy nghĩ nó trời ơi Người gì lạ kỳ, người gì ngộ vậy Có chuyện gì thì mới nãy nói luôn đi Nói qua điện thoại nói luôn đi Tự nhiên kêu 11 giờ đêm qua nhà ổng làm gì trời Chở kỳ vậy trời, kỳ vậy thì lúc đó bạn cứ ngồi suy nghĩ hoài và bạn 50-50 Nửa muốn qua, nửa không muốn qua Nhưng sau đó do là bạn cũng tò mò Không biết rằng ổng muốn nói gì với mình Cho nên bạn đã quyết định là thôi kệ, qua đại Mình dù sao là con trai, mình đâu mất gì đâu thì tối hôm đó bạn mới qua bên nhà của anh này theo cái địa chỉ mà anh đã cho khi mà bạn qua tới lúc đó là 11 giờ 15 phút nha các bạn, bạn mới nhấn chuông. Ảnh mới ra anh mở cửa, ảnh mời bạn vô nhà. Rồi vô phòng khách á, ảnh mới ngờ, mời bạn ngồi xuống ghế salon, ảnh cũng đi lấy nước cho bạn uống. Thì sau đó ảnh mới ngồi xuống, bạn chưa có kịp nói, chưa có kịp hỏi gì cả. Thì anh này đã nói luôn rồi. Ảnh làm hơi luôn nha các bạn, nói rằng là anh á không phải là thầy bói không phải thầy bói nhưng mà anh có căn bình thường á anh chỉ coi cho những người mà anh thấy có duyên với họ hôm nay anh gặp em anh thấy em có duyên với anh cho nên á là anh mới kêu em qua đây để mà anh coi cho em nhưng mà anh á chỉ coi được á một tiếng đồng hồ một khung giờ vào một ngày á là 11 giờ rưỡi đêm cho tới 0 giờ 30 ngày hôm sau có nghĩa là ổng chỉ coi được cái khung giờ là 11 giờ rưỡi đêm ngày 14 âm lịch cho tới khi mà bước qua ngày 15 âm lịch á là tới 12 giờ rưỡi thôi. Là chỉ một khung giờ một tiếng đó thôi các bạn, còn những ngày khác ổng coi không có được. Lạ vậy đó. Thì lúc đó bạn nghe ổng nói vậy bạn cũng ngỡ ngàng. Xong rồi nha. Anh này mới tự chụp tay bạn luôn. Bắt đầu kéo cái tay qua mới coi cho bạn. Nói liên tục mà bạn nhớ như anh. Ông nói vậy nè em là một người có thiện tâm lắm trong lòng em á có một cái ngôi chùa mà lúc nào em cũng muốn tới hết sau đó anh mới lấy một cái viết ảnh mới vẽ lên trên chỉ tay của bạn á ảnh vẽ lên ngay chỗ một góc đó anh nói đây nè đây là cái ngôi chùa mà trong lòng em lúc nào em cũng muốn tới cả gia đình em á là có bốn anh chị em nhưng mà có một người á đã vắng số rồi cái người này rất là thương em luôn người này tuy mất rồi nhưng mà linh hồn theo em bảo vệ cho em thương em vô cùng và sau này người này cũng sẽ giúp em rất là nhiều nữa thì lúc này ảnh lại lấy cây viết ảnh vẽ thêm bốn chỉ mà có hai cái chỉ tay á là nó song song với lại hai chỉ tay á một chỉ kéo xuống vậy nè và có một chỉ mờ thì ảnh nói rằng đây nè đây là em nè rồi cái chỉ tay mà nói vô mà nó mờ á đây nè đây là cái người em của em đã vắng số rồi còn hai chỉ tay bên đây á là hai người kia chị em của em á đây là hai người kia tuy rằng là anh chị em trong nhà nhưng mà hai người này á là không có giúp đỡ được gì nhiều cho em cả chỉ có cái người đã mất này á giúp em rất là nhiều thương em lắm thì lúc mà bạn nghe cái anh này nói tới cái đoạn đó tự nhiên bạn nói da gà có cục tại vì cái chuyện trong gia đình của bạn bạn đâu kể anh nghe đâu cái người em mà ảnh nói đã mất cái người mà theo bạn đó là cô phát tập hôm trước thì đã kể đó các bạn thì ảnh nói sao đúng quá trong khi chuyện gia đình của mình á là mình đâu có kể cho anh nghe kể cả cái người bạn thân của mình mình còn chưa nói tại vì cái lúc đó đó là bạn chưa về quê bạn chưa có được nghe rõ cái câu chuyện ở dưới quê làm sao cho nên á là bạn ngỡ ngàng luôn Ông nói rằng cái người này thương em lắm theo bảo vệ cho em nhiều bận nữa xong rồi anh nói tiếp nha là nhà của em nè đây là nhà của em nè nhà của em có hai cái giếng một cái giếng phía trước xa xa một cái giếng ở phía sau nhà mà cái giếng ở phía sau nhà này có một dông nữ cái dông nữ này á theo mẹ em cho nên mẹ em á lâu lâu cứ bị nhức đầu hoài à. mà mỗi lần mẹ em nhức đầu á ha uống thuốc không hết rồi tự hết thôi nói vậy đó mà chính xác thì nói chung á là từ nào giờ mẹ của bạn hay nhức đầu vậy lắm từ trẻ luôn cứ cứ hay nhức đầu rồi tự động hết chứ không cần uống thuốc nói y chang các bạn nói là cái giếng sao nhà có dông nữ theo mẹ em cho nên mẹ em hay nhức đầu lắm rồi sau đó là ông nói cái việc học hành của bạn cũng đúng, rồi nói công danh sự nghiệp về sau này thì bạn không biết là có đúng hay không. Nhưng mà bạn không có nói thêm về công danh sự nghiệp, bạn chỉ kể tới đó thôi. Thì lúc mà coi xong cho bạn lúc đó là 12 giờ 30 các bạn. Rồi anh coi xong cho em rồi, thôi chuyện tới đây là hết. Rồi là ngồi nói chuyện thêm chút xíu nữa rồi bạn đi về các bạn. Thì khi mà bạn về nha Bạn suy nghĩ nó trời sao mà cái anh này Ảnh là giám đốc nhân sự Của ngân hàng Việt Tân Băng đó các bạn Mà sao mà ảnh Ảnh nói cái gì mà Giống như là ở trong nhà mình nói ra trời Ảnh nói là ảnh có duyên với bạn Cho nên ảnh mới coi cho bạn thôi Thì sau đó bạn về quê Thì bạn kể rằng á, cái ngày bạn về quê Ngày hôm trước á, ngày thứ nhất á Là bình thường, không có gì hết nhưng mà qua cái ngày thứ hai ha là cô phát nó lại tiếp tục nó nhập vô mẹ bạn nữa thì khi mà nó nhập vô mẹ bạn tự nhiên đang bình thường đang ngồi nói chuyện vậy đó cái mẹ của bạn mới xà lại ôm bạn xong rồi hung hung bên đây hung bên đây trên má của bạn bắt đầu nói rằng đó là anh ba ơi anh ba em thương anh ba quá à. em thương anh ba quá à. em thương anh ba lắm cho nên lúc nào á em cũng theo anh ba hết á Thì lúc đó bạn nghe mẹ nói với một cái chất giọng như con nít Mà bạn nói thiệt rằng trong lòng của bạn á Bạn không có tin cái chuyện mà vong mà nhập vô xác của mình đâu Bạn không tin chuyện đó Chứ lại khi mà cái thái độ của mẹ tự nhiên lại ôm rồi hôn mình bên đây rồi bên đây Tự nhiên bạn thấy nó khó chịu và bạn thấy không thích Mà nói toạt ra là bạn không thích nhìn mẹ của mình như vậy Thì lúc này bạn không tin rồi cái tiếp tục mẹ nó nữa anh ba ơi anh ba cái chỗ làm của anh ba đó có cái chị đó đó chị đó hay la anh ba lắm nhưng mà chị đó không phải là ghét dịnh ba không có muốn hại dịnh ba đâu mà chỉ la anh ba là tại vì chỉ muốn tốt cho anh ba thôi thì cái chị đó là ai các bạn biết không do là cái thời điểm đó bạn có đi làm thêm bạn làm kế toán trong một cái khách sạn thì cái chị mà hay la bạn á, chị đó là giống như là quản lý của bạn mà do là bạn làm sai nên chị ấy mới la thôi, thì chị hay la lắm. thì lúc này mẹ của bạn nói vậy đó, mà trong khi cái chuyện ở chỗ làm bạn đâu có nói cho gia đình nghe, cái chuyện mà bị la là chuyện quá bình thường, đâu có nói mà tự nhiên mẹ bạn nói vậy, chị đó đó là hả do chị muốn tốt cho anh, chị không muốn hại anh. Chị không có phải là người xấu đâu Cho nên đó là anh đừng có nghĩ ngợi gì nha Chỉ muốn tốt cho anh thôi Với lại anh ba biết không Trong cái chỗ làm của anh ba đó Anh ba ngồi chung bàn với lại một chị nữa Cái chị đó là tóc ngắn Thiệt luôn các bạn Bạn ngồi chung với lại một đứa là tóc ngắn Bạn nhỏ đó cũng là bạn thân của bạn luôn Hai đứa thân thiết dữ lắm chị đó tóc ngắn Còn cái chị kia thì tóc dài Ngồi bàn riêng có mình chỉ ngồi bàn đó Cho nên là em hay chung xuống dưới gầm bàn của chị đó đó Để mà em ngồi dưới đó để em quan sát mọi người Đi tới đi lui đi qua đi lại Nói vậy đó các bạn Chậu bạn nghe bạn nổi và gà Là bạn tin thật sự cô Phát nhập vô trong thân xác mẹ của bạn rồi sau đó cô Phát nó nói thêm vài chuyện nữa Những chuyện này thì bạn không có kể Và cuối cùng trước khi mà xuất ra Thì nó nói vậy nè Nó nói em thương anh ba nhất luôn em thương anh ba lắm kìa cho nên á là em sẽ đi theo em bảo vệ cho anh ba rồi á em bảo vệ cho anh ba thêm thời gian nữa rồi lúc đó em mới đi học thì lúc này nó xuất ra thì khi mà xuất ra rồi mẹ của bạn xỉu Tới khi mà tỉnh dậy thì không nhớ, không biết gì hết các bạn Thì sau đó là bạn tin triệt để cái chuyện mà vong nhập vô trong xác mẹ của bạn Ban đầu á bạn không tin Với lại bạn không thích khi mà thấy mẹ dậy bỗng thích các bạn Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay Tiếp theo là câu chuyện thứ hai Câu chuyện này bạn kể rằng á là vào gần năm 2012 á Lúc đó chính xác là tầm khoảng chừng tháng 11 hay là tháng tháng 10 năm 2012 thi quên ghi ra rồi xin lỗi 2011 nha là chưa tới Tết năm 2012 là tầm khoảng chừng tháng 10 đi tháng 10 năm 2011 á thì bạn có cái anh người yêu bạn trước đó cũng có dời qua để mà ở chung với anh này nhưng mà sau thời gian á thì bạn với anh này á là hay gây gỗ nhau hay cãi lộn lắm cho nên á lúc đó là chưa có chia tay chính thức nha thì cho nên á lúc này bạn rất là bực mình thấy là gây lộn hoài ở chung không có hợp thành ra bạn mới quyết định á là dọn để mà ở chung với lại mấy người bạn khác thì bạn đã dọn qua một cái chung cư ở bên quận 5 bạn không có nêu rõ là chung cư nào nhưng mà chung cư này khá là cũ thì khi mà bạn qua bên đây là bạn ở chung phòng với lại năm người bạn khác nữa giống như là ở ghép chung với nhau tổng cộng là sáu đứa tính luôn bạn mà cái phòng của bạn ở là nó nằm ở trên tầng 3 các bạn Cái phòng này thì cũng rộng rãi Cái căn này cũng rộng rãi Có thêm một cái gác nữa Chủ nhà người ta có dựng thêm một cái gác nữa Mà chung cư này nghe nói rất là nổi tiếng Và trước đây có cháy một lần Rồi lúc cháy đó đó cũng có nhiều người chết lắm Thì khi mà người cô của bạn á nghe nói rằng bạn dọn vô chung cư này ở cho nên cô của bạn la nói trời ơi sao tự nhiên con vô chung cư đó ở làm gì mày gan quá vậy thôi đừng có ở đó thì bạn cũng cười bạn nói chợ có gì đâu cô con ở chung với lại là mấy người bạn của con tổng cộng tới 6 đứa con trai lận cho nên có gì đâu không có gì đâu cô đừng có lo thì sau đó cô của bạn cũng không nói nữa thì khi mà vô đây ở là trong cái thời gian một hai tuần đầu tiên bình thường không có gì hết bạn không thấy gì cả thì cho tới một hôm cái ngày hôm đó là buổi trưa lúc này á chỉ có bạn nè với lại một anh bạn nữa thì hai anh em á là nằm ngủ bạn á thì nằm ngủ góc bên đây anh bạn này á thì nằm ngủ góc bên kia còn bốn người kia đều đã đi làm đi học hết cả rồi ở nhà chỉ còn có hai người thôi thì bạn kể rằng hôm đó là buổi trưa hai anh em ngủ ha thì khi ngủ á tự nhiên á là bạn thấy mình đi ra cửa khi mà bạn thấy mình đi ra ngoài cửa nhà đó Bạn mới nhìn vô Thì bạn thấy rằng mình đang nằm đó Ở góc bên đây á, thì anh bạn kia đang ngủ mê say Bạn đang đang nằm góc bên đây ngủ mê say Thì bạn nghĩ rằng Ủa? Mình xuất hồn ra hả? Trời sao hay vậy? Mình xuất hồn ra hả ta? Thì lúc này bạn còn lại bạn nhìn bạn đang ngủ Anh bạn kia đang ngủ mà nó trời sao hay vậy? Sao nay mình xuất hồn ra được vậy? Thì lúc này ở ngoài cửa đó bạn mới nghe cái tiếng gọi tên bạn không biết là ai kêu cho nên lúc đó bạn mới đứng dậy và bạn đi ra đi ra theo cái tiếng kêu đó thì bạn cứ đi cứ đi cứ đi rồi một hồi sau bạn thấy xung quanh bạn là một cái màu trắng xóa luôn hoàn toàn không có một cái cảnh vật gì cả mà chỉ là một cái màu trắng xóa thì lúc này ủa ở đâu vậy ở đâu vậy bạn nhìn và bạn nghĩ ủa đâu vậy sao đây trắng xóa vậy ta Xong các bạn nghe tiếng kêu nữa Cho nên bạn lại tiếp tục đi theo nữa Thì cái tiếng kêu đó cứ kêu tên bạn gọi Phi ơi Phi Phi ơi Thì bạn đi theo Bạn đi làm sao một hồi bạn thấy rằng mình bay lên luôn Mình bay lên luôn các bạn giống như là cái Cái thân thể bạn lúc đó đó bỗng lên luôn Và bạn cứ bay, bay 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 theo cái tiếng kêu đó Thì trong cái lúc đang bay Tự nhiên bạn có cảm giác như là có ai chụp cái vai bạn lại Thì khi mà cái người đó chụp cái vai bạn xong á bạn mới giật mình, bạn mới quay lại thì bạn thấy đó là ai các bạn biết không? đó là bà nội của bạn, mà cái mặt của bà nội rất là giận, bà nội hỏi rằng mày đi đâu đây? mày đi đâu? ai cho mày đi đây? đi về, đi về chưa? thì lúc này á bạn mới nhìn xung quanh thấy có mình bà nội à, còn xung quanh trắng xóa, thì bạn mới nói rằng đó là, nội ơi, giờ con không biết đường về, con không biết đường về nội ơi, cái bà nội nói rồi nè, bây giờ mày niệm về nè. Nam mô quan thế âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn Vừa niệm rồi vừa đi về đi Cứ đi Vừa đi vừa niệm đi 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 Xong cái bạn nghe lời nội Bạn cứ, cứ đi cứ đi Quay ngược lại cái hướng mới nãy ha Bạn đi bạn vừa niệm Nam mô quan thế âm cứu khổ cứu nạn Nam mô quan thế âm cứu khổ cứu nạn Thì bạn niệm một hồi sau Cái tự nhiên bạn thấy mình đang đứng trước cửa nhà Cái chỗ chung cư đó bây giờ về rồi thấy cảnh vật là trước cửa dòm vô thấy bạn đang nằm thì sau đó bạn mới nghe giọng bà nội lanh lảnh luôn nha nội nói rằng đó là dọn đi đi dọn đi khỏi chỗ này lẹ lên để mắt công có chuyện lớn hơn xảy ra nữa thì khi mà nội vừa nói xong câu đó là bạn tỉnh dậy lúc tỉnh dậy bạn thấy trần nhà ha rồi đồ mồ hôi của bạn á tao nói nó đổ đầy mình mà trong khi trong phòng không có nóng mà quạt đang quay dù 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 mà mồ hôi đổ quá cho đổ luôn thì sau đó bạn cũng suy nghĩ ủa cái gì ta mơ hả ta chắc mơ quá à. và bạn cũng không dọn đi bạn không nghĩ tới cái giấc mơ đó tại vì biết sao không tại vì cái chỗ chung cư này á nó gần với lại cái khách sạn mà bạn đang làm việc rất là gần đi làm rất là tiện với thời điểm đó cũng đã gần tết rồi cho nên bạn cũng làm biến á các bạn rồi cũng bận rộn nữa thành ra bạn không dọn đi bạn kệ luôn bạn nghĩ đó chỉ là giấc mơ thôi thì cho tới cái lúc mà gần tết á chủ nhà người ta mới kêu rằng á là người ta đòi nhà lại không biết là người ta sửa chữa người ta làm gì đó mình không biết cho nên đó là người ta kêu là trả nhà cho người ta thì cũng trong cái thời gian đó Bạn với lại anh bồ của bạn á Chính thức chia tay Lý do là anh bồ này ảnh có một người khác Mà hai người Bạn nói là khốn nạn vô cùng Cho nên á là bạn với ảnh chính thức chia tay với nhau Thì do là bạn cũng lụy tình Thành ra bạn cứ buồn hoài về cái vấn đề đó Thì cho tới cái ngày cuối mà Đáng lẽ là mọi người đã dọn đi hết rồi Nhưng mà do bạn buồn Thành ra bạn không quan tâm cho tới cái ngày cuối khi mà cái người cuối cùng rời đi chỉ còn có mình bạn hôm đó bạn đi làm về thấy mọi người đã đi hết trơn rồi chỉ có mình bạn là bạn chưa có gom đồ và cũng chưa có kiếm được cái chỗ nào để mà dọn đi cả trong khi chỉ còn có vài bữa nữa là tới cái ngày mình phải trả nhà cho cái người chủ nhà rồi thì hôm đó bạn đi về bạn thấy trong phòng có mình mình thôi bạn buồn rồi nhớ tới hai cái người kia bạn tức tối bạn giận dữ lắm xong rồi á bạn mới ngồi cái nghĩ sao cái bạn khóc con trai mà cũng lị tình khóc như các bạn bạn khóc bạn suy nghĩ rằng tại sao lại đối xử với mình như vậy trong khi mình đâu làm gì có lỗi đâu hai cái người này khốn khiếp quá mà cái tự nhiên á là đang nghĩ vậy trong đầu của bạn mới lé lên một cái suy nghĩ sống chi nữa chết cho rồi đi Thôi chắc mình chết cho rồi đi. Để cho họ hối hận. Thì lúc đó tự nhiên bạn lé lên cái suy nghĩ muốn chết. Xong cái tự nhiên nha. Giống như là có ai thôi miên thôi thúc. Bạn mới đứng dậy. Bạn mới tháo cái thắt lưng. Cái dây nịch của bạn đó. Bạn tháo ra. Thì khi mà bạn tháo ra do là cái nhà này. Chủ nhà người ta có dựng một cái ghế. Cho nên là bạn đã bắt một cái ghế. Để mà bạn đứng lên. Để mà bạn thắt cái dây nịt vô trong cái lan can đó các bạn rồi bạn đã thôi giống như trong cái đầu của bạn cứ thôi thúc rằng đó là chết đi treo cổ chết cho rồi đi chết đi xong các bạn cứ đút cái đầu vô đút cái đầu vô ngay chỗ cái cọng dây nịt bạn đã thắt rồi đó thì lúc đó bạn nói rằng cái cảm giác đó bạn không thể nào quên được khi mà bạn gạt cái ghế ở dưới chân rồi ha là bạn bị treo cổ lòng thòng lòng thòng trời ơi cái đầu của bạn muốn nổ tung hai con mắt của bạn á là tao nói nó nó lòi ra mà giống như nó muốn văng ra ngoài vậy đó là cái trạng thái của cái người mà sắp chết khi mà treo cổ đó là bạn nói rằng ha toàn bộ cái sức nặng nó đều dồn lên đầu cổ nó nghẹt vô cùng luôn thì lúc đó nghẹt quá cho nên bạn chịu nổi bạn mới lấy cái tay nè bạn mới dư ấy kéo 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 kéo, kéo vô trong cần cổ để mà cho có một cái khoảng cho cái cổ của bạn nó đỡ mà lúc đó cái đầu của bạn nó nặng nề vô cùng thì một hồi sau mà không biết gì nữa Thì cho tới khi mà bạn tỉnh á Là bạn mới thấy rằng á, Mình đang nằm dưới đất Mà cái cọng dây nịch nó không phải là xuất ra Cái cọng dây nịch mà bạn thắt lại á, Nó không xuất ra Nhưng mà nó lại đứt ngay cái chỗ cổ của bạn Mà ngột điều rằng Cái cọng dây nịch này nó rất là chắc Thì tại sao nó lại đứt ra Lúc này á bạn mới ngồi dậy Đau cái cổ vô cùng Bạn mới tự trách bản thân mình rằng là trời ơi Sao tự nhiên mình lại treo cổ vậy? tự nhiên mình muốn chết gì trời tự nhiên mình làm gì kỳ vậy tự trách bản thân nhưng khi mà vừa tự trách bản thân xong thì trong đầu của bạn lại xuất hiện chết đi chết đi chết đi sống gì nữa chết đi sống chi nữa chết đi bạn lại muốn chết nữa các bạn mà như là bị thôi miên giống như là ai đó thôi thúc cái hành động của bạn vậy đó thì lúc này á bạn lại đứng lên khi mà bạn đứng lên bạn đi lên trên gác mà trong khi bạn mới vừa đi làm về vào buổi chiều tối hôm đó bạn cũng chưa lên gác bạn thấy rằng đồ đạc của mấy người kia đã đem đi hết rồi chỉ còn những cái đồ của chủ nhà thôi thì bạn đâu có biết là trên gác có cái cuộn dây cước của một anh ở chung trước đó là để lại tự nhiên lúc đó bạn đứng lên ai thôi thúc bạn đi lên trên gác rồi đi lại cái góc dền vô cái góc thì thấy có nguyên một cái cuộn dây cước mà cái cọng dây bự bự á các bạn thì bạn cầm cái cuộn dây cước này lên rồi như là ai thôi thúc bạn lại ngay chỗ cái lan can của cái gác đó bạn kéo dây cước ra bạn quấn cho mấy vòng vậy đó rồi bạn mới cột lại thành một cái vòng để mà bạn tiếp tục bạn treo cổ tiếp bạn đi xuống bạn bắt cái ghế bạn leo lên để mà đưa vô để treo cổ tiếp các bạn chết đi sống làm gì chết đi Xong rồi ha, bạn đưa vô Thì tiếp tục cái cảm giác như là mới nãy nữa Cái đầu rất là nặng, đau nha Cổ nó đau, nó ngọt, nó nghẹt nha Hai con mắt đó là muốn văng ra ngoài, muốn nổ tung vậy đó Rất là ghê Thì sau đó ha Tự nhiên bạn thấy một cái ánh sáng nó chiếu một cái thẳng vô trong mắt của bạn luôn Khiến cho bạn hả Chói quá chịu nào bạn nhắm mắt lại Thì khi mà bạn nhắm mắt lại là bạn bất tỉnh bạn không biết luôn cứ tưởng là chết không ha nhưng mà khi bạn tỉnh dậy thì lúc đó trời đã sáng rồi nha các bạn và lúc này á cái cọng dây cước nó cũng đứt luôn mà bạn không sao hết ý xin lỗi không phải cọng dây cước đứt mà cái gì các bạn biết không cái lan can cái lan can mà bạn đã treo vô á nó bị đứt ra nó rớt xuống dưới chân của bạn chứ không phải là cọng dây cước đứt thì xin lỗi các bạn nha thì cái lan can này á là nó bị xuất ra Chắc là do cái sức nặng của bạn Cho nên nó bị bung ra Nó rớt ở dưới chân của bạn á Còn cái cọng dây cước thì vẫn nằm trên cổ của bạn Trời ơi Bạn ngỡ ngàng quá Mà lúc đó thấy trời sáng á Cho nên bạn đi vô Bạn hả là rửa mặt Tắm rửa thay đồ Rồi bạn đi làm thì khi mà vô chỗ làm bạn kể lại cho cái cô bé tóc ngắn mới nãy cô phát nói đó các bạn bạn kể cho nó nghe thì nó nói trời ơi thôi chắc là mày dọn đi mày qua ở chung với tao đi cái trưa à, hôm đó đó là bạn với lại bé đó đã về lại cái nhà này để mà dọn những cái món đồ của bạn xong rồi á là mới qua bên phòng trọ của bé này rồi bạn ở chung với nó một thời gian rồi mới kiếm nhà khác để mà ở thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà bạn kể rằng á là cho tới tết năm 2012 nghìn á là cái lúc mà tết ta các bạn bạn về quê ăn tết thì khi mà bạn giãn tết tự nhiên Cái ngày hôm đó Đang bình thường vậy đó Cái mẹ của bạn á Mới kêu bạn đi ra đây Đi ra đây Cái mẹ của bạn nắm tay bạn loi bạn ra Một cái góc ở sau vườn nhà Bắt đầu mẹ khóc quá trời luôn Mẹ nói vậy nè Trời ơi sao mà anh ba làm gì kỳ vậy anh ba làm gì kỳ vậy Thì khi mà nghe cái giọng mẹ nói Cái cung cách của mẹ nói Bạn biết rằng cô phát nó là Nhập vô trong người của mẹ rồi lúc đó nó khóc nha các bạn nói Ư, anh ba làm gì kỳ vậy anh ba làm gì kỳ vậy trong khi á bà nội á đã kêu anh ba là dọn đi rồi bà nội kêu anh ba là dọn đi sớm đi mà hả tự nhiên á anh ba cứ ở đó anh ba cứ lì anh ba ở đó làm gì để cho người ta hả anh ba người ta muốn bắt anh ba mà em tới hả em nhỏ dày nè em vô em cứu anh ba đó người ta đánh em quá trời luôn mà hơn em ráng em cứu được anh ba hai lần xong sau đó trời sáng luôn á chứ nếu mà trời không có sáng kịp á là coi như là em không cứu được anh ba tại vì người ta đánh em quá trời luôn anh ba biết không anh ba ngốc lắm anh ba ngốc lắm mà tao nói mẹ vừa nói mà vừa khóc quá trời luôn các bạn nói vậy đó Nói trong khi bà nội đã kêu bạn dọn đi Mà bạn không chịu dọn đi Bạn cứ ở hoài Để cho người ta hại Tới khi người ta hại bạn thì cô phát nó nhào vô Để nó cứu bạn thì đã bị Những cái người chỗ đó nó nói rất là dữ Đã đánh nó Đánh nó bị thương tùm lum hết Mà hơn nó là trời sáng kịp Chứ nếu mà trời không sáng kịp là Cô phát nó không cứu bạn được nữa Thì sau đó trời ơi Bạn khóc quá trời Bạn cũng tự trách bản thân Tại sao vậy? Tại sao mình lại lụy tình làm cái gì? Rồi mình ở đó mình lại không nghe lời bà nội của 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 mình để mà mình dọn đi nơi khác. Để cho hả là bản thân của mình bị tổn thương. Rồi em trai của mình tuy chỉ là một dông hộp thôi mà vì cứu mình mà bị người ta đánh đập, bị tổn thương như vậy tại mình cho nên mới ra nông nổi như vậy thì lúc đó bạn khóc quá trời khóc luôn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà bạn đã trải qua. Thì các bạn thấy không, khi mà cái tinh thần của mình á yếu á thì người ta rất là dễ điều khiển mình. Tại vì lúc đó là bạn đang suy nghĩ, bạn đang hả là khóc á, các bạn và khi mà mình khóc rồi mình suy nghĩ nhiều quá, mình buồn nhiều quá thì cái tinh thần của mình á nó xuống dữ lắm. Mà khi tinh thần mình xuống, tinh thần mình yếu á thì những cái thế lực mà À, xấu á các bạn, người ta sẽ điều khiển Điều khiển rồi để cho mình là đi vô những cái con đường mà mình không có muốn đi Thì các bạn nhớ khi mà nghe những cái câu chuyện như thế này á Thì các bạn, thí dụ như nếu mà có chuyện buồn á Thì các bạn tìm cách cái giải trí khác nè Hoặc là nếu mà mình buồn chuyện gì chuyện kia Thì mình tâm sự cho những cái người mà mình cảm thấy tin tưởng Khi mà mình nói ra được á thì mình cũng sẽ đỡ hơn phần nào rồi mình tìm những cái giải trí khác mình đi du lịch nè hoặc là mình chơi thể thao để cho cái tinh thần của mình nó, nó tích cực và khi mà các bạn sống khỏe các bạn sống tích cực á thì hả người ta muốn tới gần cũng không được các bạn với lại thì quên mất một cái chi tiết rất là quan trọng là khi mà cưu phát á nó nói nó nói vậy nè sau này á anh hai nhớ xin lỗi anh ba nhớ đi chùa lại anh ba nhớ đi chùa lại Anh ba à, là à, đọc kinh niệm Phật lại Để cho hộ pháp cũng bảo vệ anh ba nữa Tại vì anh ba lâu quá không chịu đi chùa Lý do vì sao mà anh ba lâu quá không chịu đi chùa Là như thế này các bạn Do là bạn quen với lại cái anh người yêu Mà đã chia tay đó Thì cái anh đó là người đạo công giáo Cho nên ảnh hay rủ bạn đi nhà thờ Thì khi mà đi nhà thờ rồi lo yêu đương Thành ra là bạn cũng bỏ bê vấn đề mà mình đi chùa Bỏ bê hả là niệm Phật nữa các bạn Cho nên nó là cô Phát nó dặn rằng là sau này anh ba nhớ nha Anh ba nhớ đi chùa anh ba lại phật anh ba đọc kinh phật để cho hộ pháp cũng bảo vệ cho anh ba thì sau cái chuyện đó là bạn thường xuyên đi chùa thường xuyên niệm phật luôn để mong muốn rằng khi mình có chuyện gì thì mình cũng được bảo vệ được phần nào thì đây là chuyện thứ hai các bạn rất là hay các bạn ha tiếp theo là câu chuyện thứ ba câu chuyện này là do gia đình của chú út của bạn đã trải qua bạn kể rằng gia đình của chú út có thuê một cái căn nhà Căn nhà này cũng nhỏ thôi, không có lớn đâu. Căn nhà này giống giống như là một cái phòng trọ đó các bạn. Căn nhà này là nằm gần với lại công viên Lê Thị Riêng. Chú Út có vợ có con, ba người khi mà thuê tại đây. á Ở phía dưới chú Thím mới mở ra một cái quán cà phê nhỏ nhỏ để mà bán nước. Còn ở trên gác thì gia đình của chú ngủ trên đó ha. Và ở phía dưới có lập một cái bàn thờ quan âm nữa các bạn. Thì khi mà gia đình chú thím ở đây một tuần, hai tuần đầu là hoàn toàn bình thường, không có gì xảy ra cả. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó khoảng buổi chiều á, thì do chú Út của bạn cũng có thêm một cái nghề á, là thợ sửa điện á các bạn. Cho nên chú Út có những cái đồ nghề để mà sửa điện cho người ta. Thì tự nhiên chiều hôm đó chú Út mới ngồi ngay chỗ cái bàn mà chú cầm cái con dao chú mới lấy cái cọng dây điện ra chú mới ngồi chú sắt cái cọng dây điện các bạn chú sắt mà chú vừa sắt mà vừa nói cái thái độ của chú rất là kỳ luôn là vậy nè tao giết mày tao giết mày tao giết mày mà vừa cắt mà vừa nói như vậy mà nói theo cái kiểu rít 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 trong miệng gì đó tao giết mày giết mày tao giết mày cứ ngồi làm vậy đó thì lúc này thím út của bạn thấy rằng là sao chồng của mình kỳ quá Lạ quá mà tự nhiên làm gì kỳ vậy Cho nên thím mới hỏi rằng là anh ơi Anh sao vậy Anh làm gì với anh Thì lúc đó đó chú Út mới ngước lên Mới liếc qua thím Mà thím nói trời ơi cái mặt của chú lúc đó rất là ghê Rất là hung dữ luôn Liếc qua mới nói vậy nè Tao giết mày Tao giết gia đình mày Tao giết gia đình mày cho mày coi Tự nhiên liếc mà nói vậy đó khiến cho thím rất là sợ mà vừa nói mà vừa cầm con dao chỉ về hướng thím vậy nè thì lúc này thím rất là sợ cho nên thím đã ẩm con chạy ra ngoài để mà kêu hàng xóm thì lúc mà kêu hàng xóm mọi người mới bu qua lúc đó chú của bạn cầm cái con dao á mà cứ cắt 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 vô trong cái sợi dây điện cứ nói là tôi giết tôi giết hết tôi giết hết vậy đó ha thì lúc đó hàng xóm người ta mới ập vô người ta mới súng lại để mà bắt chú út giật cái con dao ra xong rồi mới lấy cọng dây á để mà cột chú út lại tại vì mọi người sợ rằng bắt công chú út á cầm dao rồi chú út á là đâm lung tung nữa thành ra mọi người mới cột chú út lại nhưng mà khi cột á thay vì cái người mà người ta bị vong nhập lúc mà bị bắt hay là bị cột người ta dùng dãy dữ lắm đúng không các bạn còn chú út của bạn á thì không hề dùng dãy một miếng nào cả thì lúc này thím của bạn rất là sợ cho nên thím đã điện thoại về để mà nói cho ba mẹ biết và thím mới năn nỉ mẹ của bạn rằng là chị ơi không mấy giờ á chị vô đây đi chị vô chị coi ảnh sao nay ảnh kỳ dữ lắm ảnh kỳ dữ lắm chị ơi giờ sao giờ bây giờ chị á với anh vô đây để mà coi coi làm sao ảnh kỳ cục dữ lắm giống như bị dông nhập vậy đó chị ơi thì lúc đó mẹ mới kêu rằng là được rồi, được rồi để anh chị thu xếp là vô Sài Gòn liền. Bây giờ á em đưa nó qua bên nhà của một người cô của bạn. Thì lúc đó đó thím mới gọi cho bên nhà cô để mà bà con chạy qua rước chú của bạn về bên nhà cô ha, không có ở trong cái phòng trọ đó, không có ở trong cái nhà trọ đó. Thì lúc này á ba với mẹ của bạn á, là đã ra đón xe ngay buổi tối hôm đó để mà chạy xuống Sài Gòn rồi tới sáng thì ba mẹ tới thì Thi kể thêm về mẹ của bạn á, là sau khi mẹ của bạn bị vong nhập hồi Tết năm 2011 mà Thi kể tập trước đó là khi mà mẹ của bạn bị vong nhập xong cái chập đó là từ đó về sau mẹ của bạn cứ bị vong nhập hoài luôn nhưng mà người ta không có còn đòi lấy mạng của mẹ giống như là trước đó mà người ta chỉ nhập vô rồi á là người ta hành cho mẹ là bị bệnh nè rồi mẹ mệt rất là nhiều thì có một lần nó không biết cái người nào nhập vô đã khiến cho mẹ là đi thỉnh ông cọp với lại mẫu về nhà để mà thờ thì sau khi mà thờ ông cọp và mẫu trong nhà Mẹ của bạn không có còn bị vong nhập nữa Chỉ trừ cái trường hợp là Thí dụ như nếu có vong nào mà muốn vô trong xác của mẹ Thì họ khiến cho mẹ nhức đầu Xong rồi mẹ của bạn á là cho vô mẹ cho vô luôn các bạn thì khi mà người ta vô á là người ta đòi gặp bà con đòi gặp người a người b hoặc là người ta xin á là do là người ta đói cúng cho người ta mâm cơm cho người ta ăn món này món kia vậy thôi đó chứ mẹ không có bị nhập nhiều như xưa nữa thì lúc này khi mà nghe thím nói vậy ba với mẹ đã tức tốc vô sài gòn liền luôn thì lúc mà vô á là ba với mẹ đầu tiên qua bên nhà cô của bạn trước gặp chú của bạn chú của bạn bính thinh à mà hỏi chú không nhớ không biết gì hết thì lúc đó đó ba với mẹ mới qua bên cái chỗ trọ đó thì khi mà qua đó là mẹ cũng thấy rằng không có gì hết mẹ không có cảm nhận được gì hết xong rồi mẹ mới kêu thím rằng là thôi bây giờ á em ẩm con qua bên nhà cô đi để chăm sóc cho nó đi còn bên đây á tối nay trưa nay anh chị sẽ ngủ ở đây thì trưa hôm đó mẹ ngủ trưa trong cái nhà này bình thường không có gì hết cho tới tối hôm đó khi mà mẹ ngủ á mẹ đã mơ các bạn mẹ mơ nha mà cái lúc mà mẹ vô nhà này á là mẹ cũng đó hấn vái mẹ xin phép mẹ nói rằng á là nếu mà trong nhà này có người nào đó có cái chuyện gì đó đó thì xin cho tôi biết vậy đó rồi á là có gì á tôi giải quyết tôi xin lỗi thay cho em của tôi vậy đó ha là mẹ đã nói trước rồi thì tối hôm đó mẹ nằm mơ trong giấc mơ mẹ thấy một cái bà đó thì lúc này á bà mới vô bà nói rằng á là tôi thấy cô cũng được lắm tôi á là tôi chết đây lâu lắm rồi mà tôi nằm ngay chỗ cái cầu thang bà mới chỉ lại rằng cái hướng cầu thang gỗ mà dẫn lên gác đó tôi nằm ngay chỗ đó đó tôi nằm ngay chỗ này á trời ơi hả hai vợ chồng ý là chú thím của bạn hai vợ chồng cái thằng đó thấy ghét dữ lắm hả nó đi cầu thang là tôi xô nó nó đi cầu thang là tôi xô nó mà tôi cũng xô nhẹ nhẹ thôi cái tôi cũng không có xô gì mà mạnh bạo gì đâu tại tôi ghét nó là tại vì nó ngu vợ chồng của nó ngu lắm thì mẹ mới hỏi rằng đó là gì ơi gì vợ chồng em con làm gì gì mà sao gì nói vậy sao nói nặng vậy ha thì bà này nói nó ngu lắm nó ngu là tại vì sao trong khi á bạn thờ quan âm nè tự nhiên á là nó để ngay đó rồi vợ chồng nó ngủ trên gác mà cái hướng bàn thờ á các bạn thí dụ như vợ chồng của chú chú thím là ngủ trên đây đi thì bàn thờ là nằm ở dưới bà này bà chửi ngu tại sao lại để bàn thờ quan âm ngay ở dưới gác như vậy rồi ngay cái chỗ nằm ngay cái chỗ ngủ của tụi nó như vậy nó ngu lắm cho nên á là tôi ghét tụi nó tụi nó đi cầu thang là tôi xô tụi nó bà nói vậy xong cái mẹ mới hỏi rằng á là có phải gì á là cái người nhập vô trong à, em của con không vậy gì thì lúc đó bà lắc đầu nó không tôi không có nhập tôi chỉ ghét vợ chồng nó là tại vì vợ chồng nó ngu là bằng thờ sai thôi chứ tôi không có nhập vô cái người nhập vô là cái bà chủ nhà này nè bà chủ nhà này á là do là bà hận bà ghét gia đình là hạnh phúc dữ lắm cho nên nó hả là bà nhập vô để mà bà muốn hại vợ con của thằng đó đó bà này nói vậy nha các bạn tại vì hồi trước đây lúc mà bà còn sống á là à, chồng của bà bỏ bà bỏ bà theo người khác rồi con gái của bà không có nuôi bà cho nên bà hận cái gia đình nào á hả là hạnh phúc lắm vô bà không có cho ở đâu bà đuổi đi hết trơn à bà đó bà hung dữ lắm bà đó thành quỷ luôn rồi thì lúc mà cái bà này vừa nói xong tự nhiên xuất hiện thêm một cái bà già mà mẹ nói rằng cái bà già này nhìn cái mặt hung dữ dữ lắm, thì khi mà cái bà già này vô là mẹ biết là cái bà chủ nhà rồi, cho nên mẹ nói rằng bà ơi bà, bà ơi, uh, bà làm ơn á, có chuyện gì á thì bà bỏ qua cho em của con, em của con còn nhỏ, bà làm ơn đừng có hại nó, đừng có hại nó nha bà, bà làm ơn đi mà uh, trời ơi tại vì tụi nó không biết vậy đó thì mẹ cũng năn nỉ mẹ sinh quá trời luôn thì cái bà già này cái mặt gầm gừ gầm gừ gầm gừ nói vậy nè hả tao á là tao ghét gia đình là hạnh phúc vậy lắm tao hả là muốn hại tụi bay tao muốn giết tụi bay á nhưng mà tao không làm còn vợ chồng mày á là tại vì mày á có tâm có đức cho nên á là tao mới không hả là xô tụi bay chứ nếu không á là mới nãy mày đi cầu thang là tao xô cho mày là tao xô mày cho mày té mày chết rồi thôi được rồi cúng cho tao ăn đi rồi nhớ dọn đi nghe không không dọn đi á ở đây á là không ở được với tao đâu nhớ dọn đi chỗ khác nhà này là của tao không có được vô nhà tao ở nghe không xong rồi mẹ giật mình thức dậy thì khi mà mẹ của bạn giật mình thức dậy bắt đầu lúc đó gần sáng rồi mẹ mới kể cho ba nghe thì ba nghe xong ba cũng hết hồn các bạn xong cái uh, ba mới chở mẹ đi chợ rồi mẹ về mẹ làm cơm để mà mẹ cúng cho cái bà đó với là cái bà nằm ngay chỗ cầu thang đó, cúng cho hai người. Thì trong cái lúc đó ba của bạn mới đi vòng vòng ở trong xóm đó để nói chuyện với người ta. Thì mới biết được một cái sự thật là như vậy nè các bạn, là những người trong xóm đó nói rằng cái người con gái của cái bà chủ nhà mà thành quỷ rồi đó là cái cô này ha, từ nào tới giờ cho người ta thuê rất là nhiều cái căn nhà này nè, cho thuê rất là nhiều luôn mà mặc dầu cổ biết rằng á nhà của mình có ma nhưng mà cổ vẫn cho thuê là tại vì sao các bạn biết không khi mà ký hợp đồng thuê á cổ đòi hai tháng tiền cọc một tháng tiền nhà là tổng cộng 3 tháng tiền mặc dầu biết nhà mình có ma biết mẹ của mình thành quỷ rồi nhưng mà cái cô này á vẫn cho người ta thuê là tại vì muốn chiếm đoạt tiền của người ta từ nào tới giờ ha biết bao nhiêu người dọn vô đâu có ở được đâu cứ ở đựng tuần quá lắm là 10 ngày người ta dọn đi Và khi mà người ta dọn đi thì cổ đâu trả tiền Tại vì mình tự động bẻ chĩa hợp đồng Mình tự động quỷ hợp đồng Cho nên cổ đâu trả tiền cho người ta Thành ra từ nào giờ biết bao nhiêu người Rồi chọn nhỏ đó nó kiếm đoạt tiền của biết bao nhiêu người rồi đó Không ai ở được hết trơn á thì lúc đó ba nghe vậy ba về kể cho mẹ nghe xong sau đó đó ha cúng xong rồi mẹ mới nói với lại chú với thím á rồi á là cũng nói với lại cái cô chủ nhà đó dọn đi. Nhưng mà chính mẹ với lại ba đã nói chuyện với cô đó, cũng năn nỉ nói rằng á là vợ chồng em tôi là tụi nó khó khăn, tụi nó nghèo dữ lắm, mướn ở đây để làm ăn vậy đó. Thôi bây giờ ở đây không hợp. Cho nên nó là vợ chồng em tôi dọn đi chỗ khác thì mong cô năn nỉ cô là trả lại cái tiền cọc cho tụi tôi còn tiền nhà thì không cần trả, chỉ cần trả cái tiền cọc thôi. Thì ban đầu cái cô chủ này cũng chịu Nhưng mà sau đó do mẹ của bạn cũng nói tình, nói lý Rồi cũng năn nỉ Cho nên cuối cùng là mới đồng ý trả hai tháng cọc Chứ đối với người khác là không trả Không trả nha các bạn còn Khi mà mẹ của bạn nói thì trả Thì sau đó là gia đình chú bạn đã dọn đi nơi khác Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng mà À, bạn đã gửi về cho kênh chúng ta thi cũng đã kể xong tập ngày hôm nay rồi các bạn thì thi hẹn với lại các bạn á, là ở tập 1376 thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma Của nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho thi các bạn nha À, bây giờ á, là xin chào tạm biệt mọi người thi cảm ơn bạn nam đã gửi chuyện về cho à, tập ngày hôm nay chúc các bạn tối nay ngủ ngon những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của thi thanh phạm rồi ngủ ngon các bạn nha xin chào